Mày định bao giờ mà trả tiền cho tao? À, 300 triệu đấy. Anh thư thư cho em đi ạ. Em vẫn chưa có tiền ạ. Không được, cái đấy là kỷ vật của mẹ cho em. Tại sao mày dám giấu tiền của tao? Tại sao mày dám giấu tiền? Hả? Tôi là vợ của anh đấy. Hả? Sao? Đánh vào đầu không? Ở đâu có bất công, ở đây có kim sói. Ôi. Mày chạy à? Hả? Dạ. Chó này. Dạ, em chào anh ạ. Chào cái gì? Dạ. Sướng nhỉ? Thế nào? Mày định bao giờ mà trả tiền cho tao? À, 300 triệu đấy. Ơ, anh ơi, em nợ anh là 50 triệu mà sao lại 300 triệu ạ? Dạ. Mày vay tao 50 triệu. Nhưng 3 tháng vừa rồi, tiền lãi nó lên đến 300 rồi. Mày hiểu không? Anh ơi, em làm gì có tiền ạ? Tao không cần biết. Một, nó mày trả tiền cho tao. Hai, nó mày trả cái mạng chó này của mày này. Chọn này. Dạ, em biết rồi ạ, em sẽ trả. Em sẽ trả, em xin anh ạ. Tao cho mày 2 ngày thì mày trả. Nếu không ấy, mày đừng trách bố mày. Biên. Dạ vâng ạ, em chào anh. Con kia. Con kia. Dạ. Bố mày gọi mà mày dám ngồi đấy à? Đứng dậy. Tiền đâu? Làm gì có tiền ạ? Làm gì có tiền á? Mày đi bán ve chai mà đi nhặt ve chai cả ngày. Mày bảo với tao là mày không có tiền á? Tiền này đây. Mới đi nhặt về xong, làm gì đã bán được ạ? À? Mày chưa bán được, mày ráo với tao á, mày ráo ráo với tao á. Tiền đâu? Nào, đưa ra đi. Đưa tiền đây. Tại sao chỉ còn mấy xu lẻ thế này? Tiền đâu? Lôi tiền ra đưa tao, nhanh lên! Mày... Không được, cái đấy là kỷ vật của mẹ cho em. Kỷ vật đó? Tiền uống rượu còn chẳng có, mày kỷ vật cái gì? Mà mày đã kiếm tiền cho tao trả nợ chưa? Hả? À, khi nào mày kiếm đủ tiền để cho tao trả nợ ấy, lúc đấy tao sẽ trả mày, biết chưa? Mày dám giấu tiền à? Mày dám giấu tiền à? Mày láo à? Tại sao mày dám giấu tiền của ta? Tại sao mày dám giấu tiền? Hả? Mày biết ý, cái nhiệm vụ của mày là kiếm tiền để nuôi tao ăn và cho tao uống rượu. Còn phải kiếm tiền cho tao trả nợ nữa. Nếu như mày không có tiền ý, thì đừng trách tao. Bố mày sẽ đánh cho mày ngư tử. Mày. Con kia. Mày dám chạy à? Được. Bố mày lại đi uống rượu vậy. Này em có làm sao không? Em gì ơi? Em có làm sao không vậy? Em không sao đâu ạ. Sao mặt mũi em lại tím tái thế này? Em bị ai đánh à? Dạ không sao đâu ạ. Hay để chị đưa em đi ăn nhá.
Dạ thôi ạ. Thôi em nghỉ lại một chút đi. Em đừng đi nữa. Em mệt như thế này rồi đi không tốt đâu. Thế là chị có chút tiền chị gửi cho em mua ít đồ ăn nhá. Dạ không ạ. Chị có quen biết gì em đâu ạ. Không quan trọng là quen biết hay không, nhưng mà nếu thấy khó khăn thì chị giúp thôi. Hay là chị dìu em về nhà. Dạ vâng ạ. Thế mình đi nhá. Thư cho em đi ạ. Em vẫn chưa có tiền ạ. Mày khất bao nhiêu lần rồi hả? Dạ. Lần trước tao bảo, hôm nay mày không trả tao tiền ấy, mày không giữ được cái mạng mày đâu. Mày nhớ chứ? Dạ. Em tao anh ơi, anh tha cho em. Anh ơi. Anh đừng đánh chồng tôi. Không phải việc mày, ra chỗ khác. Mày có biết thằng chồng mày nợ tao bao tiền không? Hả? Biết. Anh ơi, tha cho em ạ, anh ơi. Tim, không phụ trách. Nào, anh ơi, anh tha cho em đi ạ. Cả nhà cả cửa em không còn gì để bán nữa. Nhà mày không còn gì để bán nữa à? Hả? Đấy là việc của mày. Ngày hôm nay mày trả đủ cho tao. Đúng không anh, mày phụ trách. Em... Sao? Anh ơi, em có ạ. Có à? Dạ vâng, em có. Đấy. Anh ơi, con này ý, nó là con vợ của em. Bây giờ em gán nó cho các anh để trả nợ ạ. Anh làm cái gì đó? Mày im mồm. Anh ơi, con này ý, nhìn thế này thôi, mông má lên là ngon phết đấy ạ. Bỏ tôi ra, tôi là vợ của anh đấy. Mày là vợ của tao thì kệ mày. Anh ơi, em gán cho anh ạ. Đưa nó về đi ạ. Nhìn cũng được đấy. Bán Trung Quốc chắc vài chục. Vâng. Nhưng vẫn chưa đủ số lợi đâu. Đi. Bỏ tôi ra. Đi theo tao nhanh. Bỏ tôi ra. Dạ. Chị Kim Sói ạ. Chị ơi, chị cứu em với ạ. Hóa ra cô là vợ của thằng Long à? Dạ. Em chào chị Đại ạ. Còn những vết thương trên mặt này là mày gây ra cho nó đúng không? Chị Đại ơi, em lạy chị ạ. Chị thương em ạ. Em nợ chị có 50 triệu. Mà 3 tháng rồi chị đòi em lẫn 300 triệu. Em lấy đâu ra? Thằng này, tao bảo mày đi đòi 300 triệu nào? Dạ em... Mày dám làm việc không thông qua chỉ đạo của tao. Rốt cuộc, sau lưng tao mày còn làm những gì? Em... Không phải giải thích, cứ luật mà làm. Từ ngày mai, tao sẽ khai trừ mày ra khỏi băng nhóm. Con Kim này mà đã khai trừ á, không còn đơn được mà sống đâu. Cút! Còn mày, dám làm việc độc ác ngoài sức tưởng tượng của tao đấy. Dám gắn vợ để trả nợ à? Dạ, chị ơi, chị tha cho em ạ. Em túng quá hóa liều. Tất cả là tại thằng Hùng nó dọa giết em ạ. Em không dám làm thế nữa đâu ạ. Chị tha cho em ạ. Chị tha cho em ạ. Một thằng đàn ông, một thằng chồng bê bết như mày thì không còn đáng tin được nữa. Đừng để tao thấy mày còn đánh đập phụ nữ một lần nữa. Dạ. Còn em, đi theo chị. Đừng có ở với thằng nát rượu này nữa. Dạ vâng. Chị cho em theo với ạ. Wow, em mặc bộ này đẹp đấy, quá vừa luôn, da lại trắng nữa, quá phù hợp. Nhưng mà em chỉ ở nhà thôi mà chị, cần gì mặc váy vóc đẹp thế này ạ? Ở nhà làm gì, qua công ty chị, làm thư ký cho chị nhá. Thật ý ạ? Đúng rồi. Nhưng mà chị ơi, từ trước đến giờ em chỉ quen đi bán đồng nát thôi, có biết gì về thư ký đâu ạ? Làm mãi rồi khắc quen thôi em ạ, bây giờ mình đi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Em chào chị Kim ạ. Trang. Trang ơi, sao bây giờ em lại xinh đẹp thế này? Anh không nhận ra vợ mình nữa. Vợ á? Mày đã gán vợ rồi, làm gì còn vợ nữa mà gọi. Chị Kim ơi, chị tha cho em. Em biết sai rồi ạ. Em rất là hối hận. Đừng nói với tao, mày nói với cô ấy kìa. Trang ơi, anh... Chị Kim nói đúng đấy.
anh đâu còn là chồng tôi nữa đâu. Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Bao giờ trở thành người tử tế thì hạng đến đây. Làm mày tự tìm đến cái chết đấy nhá. Mày chặn đường sống của bố mày thì cái giá chết là đúng rồi. Chị Kim, mình đi thôi ạ. Trang! Anh Long! Anh Long! Anh tỉnh dậy đi! Anh Long! Anh Long! Tỉnh dậy Long ơi! Anh Long! Long, tỉnh dậy! Anh Long! Chị ơi! Bản thảo của đồ sắp tới, em đã soạn xong hết rồi đấy ạ. Em rất là cố gắng, rất là giỏi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mời hai người đẹp lên xe ạ. Dạo này cậu bảnh bao quá nhỉ, có vợ đẹp có khác ha. Dạ, tất cả là nhờ chị đấy ạ. Chị đã giúp đỡ vợ chồng em có công việc ổn định, giúp em được hoàn lương ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cậu cố gắng nhá, làm người quan trọng nhất là phải tu trí làm ăn nha em. Dạ vâng ạ, thôi chị em lên xe đi ạ.